Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Cristiano Ronaldo, hay thường được gọi với cái tên viết tắt là CR7, đã không còn xa lạ với những người hâm mộ thể thao trên thế giới. Từ những người hâm mộ bóng đá, tới những người trẻ vì sự ảnh hưởng của anh ta đã vượt xa bộ môn thể thao vua này. Thậm chí, những thông tin đời tư của Ronaldo còn được quan tâm hơn cả nhiều siêu sao Hollywood lừng danh. Vì sao anh ta lại có sức hút mạnh tới như vậy? Câu trả lời ngắn gọn là vì Ronaldo không chỉ là một siêu sao sân cỏ, mà còn là một cỗ máy kiếm tiền, một thương hiệu lớn. Khi anh ta vừa đứng đầu danh sách cầu thủ bóng đá kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới vào năm 2021 của tạp chí Forbes, ngôi sao Bồ Đào Nha có tổng thu nhập là 125 triệu đô trong 12 tháng qua. Tất nhiên, việc CR7 dẫn đầu bảng xếp hạng này không phải điều quá bất ngờ, bởi theo ghi nhận của Forbes, anh chính là cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử kiếm được 1 tỷ đô khi vẫn đang thi đấu. Trong giới thể thao, chỉ có hai người từng cán được cột mốc thu nhập 1 tỷ đô trước Ronaldo, đó là tay gôn nổi tiếng Tiger Woods và tay đấm lừng danh Floyd Mayweather. Thế nhưng bằng cách nào mà tiền đạo của Manchester United kiếm được số tiền lớn như vậy thì không phải ai cũng biết. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem siêu sao này đã kiếm tiền như thế nào nhé. Cầu thủ với mức lương khủng của Manchester United. Cristiano Ronaldo là vận động viên nổi tiếng hàng đầu thế giới, với hơn nửa tỷ người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội của mình, bao gồm Facebook 149 triệu, Instagram 348 triệu và Twitter 94,5 triệu. 12 năm sau khi rời MU đến thi đấu cho Real Madrid, Ronaldo vừa trở lại với đội chủ sân Old Trafford. Theo báo cáo của Forbes, thương vụ này đem về cho cầu thủ Bồ Đào Nha 70 triệu đô, bao gồm các thỏa thuận về tiền lương và thưởng. Siêu sao này cũng tiếp tục mang áo số 7 khi thi đấu cho MU. Truyền thông châu Âu cho biết, Ronaldo nhận mức lương khoảng 480.000 bảng trên một tuần sau thuế ở Manchester United. Tại Old Trafford, cầu thủ 36 tuổi ký hợp đồng 2 năm với điều khoản cho phép đôi bên gia hạn thêm 12 tháng. Trước đó, Man City được cho là chỉ đề nghị Ronaldo mức lương khoảng 250.000 bảng trên một tuần, tương đương 15 triệu bảng trên một năm, trong một bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, các nguồn tin của Telegraph tiết lộ thì Cristiano Ronaldo sẽ nhận lương cao hơn là 560.000 bảng trên một tuần sau thuế. Đây là mức lương mà Alexis Sanchez từng nhận tại Manchester United, bao gồm cả tiền thưởng và bản quyền hình ảnh. Thuế thu nhập cá nhân cao nhất ở Anh là khoảng 45% cho những cá nhân nhận lương cao hơn 150.000 bảng trên một năm. Tại câu lạc bộ Thành Turin, cầu thủ 36 tuổi từng nhận lương 26,6 triệu bảng trên một năm sau thuế. Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất ở Ngoại hạng Anh hiện tại. Trung bình mỗi năm, siêu sao người Bồ bỏ túi hơn 823 tỷ đồng. Tính xương xương mỗi giây trôi qua thì chỉ cần thở thôi là cầu thủ này đã kiếm được khoảng 26.000, suýt bằng một bát phở ở Hà Nội. Nhưng trên thực tế thì thu nhập này còn chưa phải là nguồn thu chính của Ronaldo. Bởi vậy mới nói CR7 kiếm tiền đỉnh cao như thế nào. Cỗ máy kiếm tiền số 7. Sau khi MU mở bán áo đấu của tiền đạo nổi tiếng, nhiều cổ động viên lập tức xếp hàng dài tại cửa hàng của đội bóng bên ngoài sân vận động Old Trafford với mong muốn sở hữu chiếc áo này sớm nhất có thể. Doanh thu trên các hệ thống bán hàng trực tuyến hợp tác với MU cũng nhanh chóng ghi nhận mức kỷ lục bán áo đấu của Cristiano Ronaldo. Các tìm kiếm trực tuyến cho áo Ronaldo 7 đã tăng hơn 600% so với mùa hè năm ngoái. Đây là bản hợp đồng mùa hè cực kỳ hiệu quả của MU. Không lâu sau khi CR7 gia nhập MU, Edinson Cavani đã đồng ý nhường chiếc áo số 7 cho Ronaldo. Chỉ trong 4 giờ sau thông báo, cửa hàng trực tuyến của MU đã vượt qua ngày bán hàng cao nhất từ trước tới nay trên một trang bán hàng thể thao. Chỉ riêng giờ bán hàng đầu tiên, áo đấu Ronaldo 7 đã vượt qua doanh số bán hàng toàn cầu trong ngày tốt nhất từ trước tới nay của United Direct, trang web bán hàng chính thức của đội chủ sân Old Trafford. Trên toàn bộ mạng Fanatic thì Ronaldo đã trở thành cầu thủ bán áo đấu được nhiều tiền nhất từ trước tới nay trong vòng 24 giờ sau khi chuyển tới một câu lạc bộ mới. Anh đã vượt qua Messi khi gia nhập PSG. Bryce Harper chuyển tới Philadelphia Phillies trong môn bóng chày. Tom Brady gia nhập Tampa Bay Buccaneers trong môn bóng bầu dục Mỹ. LeBron James đến LA Lakers trong môn bóng rổ nhà nghề. Theo trang LoveTheSale.com, chỉ trong vòng 12 giờ sau khi mở bán thì người hâm mộ của MU và Ronaldo đã chi tới 45 triệu đô, tương đương với hơn 1.000 tỷ đồng để mua phiên bản áo đấu của tiền đạo Bồ Đào Nha. Và đây là kỷ lục với doanh thu bán áo đấu
của một cầu thủ tại Ngoại hạng Anh. Ông vua quảng cáo trên Instagram. Ronaldo là một trong những ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhất trên Instagram. Theo Business Insider, Ronaldo đã thu về khoảng 47,8 triệu đô từ Instagram trong năm 2019, làm tròn xuống khi đổ sang Việt Nam đồng cũng là một con số khổng lồ, hơn 1.000 tỷ. Con số này cao gấp đôi Lionel Messi với 23,3 triệu đô và gấp 6 lần Neymar 7,2 triệu đô. Để thu về số tiền nói trên, siêu sao người Bồ Đào Nha đã đăng tổng cộng 49 post chứa quảng cáo. Tính trung bình, mỗi bài đăng của CR7 có giá xấp xỉ khoảng 1 triệu đô, chính xác là 975.000 đô. Một trong những ví dụ cụ thể cho thấy rõ nhất về tầm ảnh hưởng của Ronaldo là việc anh từ chối uống Coca-Cola trong cuộc họp báo hồi tháng 6 tại Euro 2020. Tại cuộc họp báo trước trận Bồ Đào Nha Hungary, Ronaldo đã đẩy hai chai Coca-Cola trên bàn ra khỏi tầm nhìn của anh khi vừa ngồi xuống ghế. Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha còn đưa chai nước lọc lên trước mặt phóng viên rồi nói câu bằng tiếng mẹ đẻ, tạm dịch là uống nước đi. Động thái này khiến vốn hóa của Coca-Cola sau đó đã bốc hơi hàng tỷ đô, một chiến dịch tài trợ thảm hại của Coca-Cola. Thế mới thấy sức ảnh hưởng của Ronaldo tới một thương hiệu mạnh mẽ như thế nào và giá trị của anh tác động tới nhãn hàng cũng khủng khiếp không kém. Hợp đồng với Nike. Ronaldo vẫn kiếm hàng triệu đô trên mạng xã hội. Thế nhưng, một trong những nguồn thu nhập lớn nhất của anh tới từ bản hợp đồng trọn đời với Nike. Bản hợp đồng ký vào năm 2016 với Ronaldo trị giá khoảng 1 tỷ đô, tương đương với 22,7 nghìn tỷ Việt Nam đồng và là lần thứ 3 mà Nike đã ký một bản hợp đồng trọn đời với người nổi tiếng. Hai lần trước đó là LeBron James và Michael Jordan. Một ngày sau khi đồng ý gia hạn hợp đồng thi đấu thêm 5 năm với Real Madrid, thì với mức thu nhập mới hàng tuần sau thuế là 365.000 bảng, tiền đạo Cristiano Ronaldo tiếp tục nhận được lời mời từ hãng sản xuất trang thiết bị thể thao Nike với bản hợp đồng tài trợ trọn đời trị giá 1 tỷ bảng. Không một chút chần chừ, Ronaldo đã gật đầu đồng ý và sẽ trở thành đối tác quảng cáo giá trị bậc nhất của tập đoàn sản xuất hàng đầu nước Mỹ, bảo đảm mức thu nhập hàng năm được nâng từ 10,5 triệu bảng lên 14,1 triệu bảng vào năm 2016. Phát ngôn viên của hãng Nike khẳng định với giới truyền thông rằng mối quan hệ đối tác tốt đẹp giữa Nike và Cristiano Ronaldo sẽ càng được củng cố hơn trong tương lai bằng bản hợp đồng tài trợ dài hạn. Ronaldo vừa trải qua thêm một mùa giải hết sức thành công ở cả câu lạc bộ lẫn cấp độ tuyển quốc gia và không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là một biểu tượng của bóng đá. Ronaldo đã vượt xa tầm của một cầu thủ thuần túy để trở thành một thương hiệu thể thao có tầm ảnh hưởng rộng lớn trên mạng xã hội, một vận động viên nổi tiếng nhất hành tinh. Ronaldo không phải là cầu thủ bóng đá đầu tiên nhận được gói tài trợ suốt đời. Rất lâu trước đó, cựu tuyển thủ Anh David Beckham cũng chứng tỏ được giá trị về thương hiệu của bản thân bằng hợp đồng ký vĩnh viễn với hãng Adidas và Nike quyết định đi theo xu hướng này. Ronaldo cho rằng đây là bản hợp đồng tốt nhất trong sự nghiệp của anh và quan hệ hợp tác với Nike hỗ trợ anh rất nhiều trong công việc phát triển và hoàn thiện các kỹ năng bóng đá. Hợp đồng này đã gắn liền hình ảnh của CR7 với nhãn hàng Nike. Thế nên các bạn cũng đừng có bất ngờ khi mà thấy siêu sao này trung thành với Nike nhé. Các bạn đã chóng mặt với mức thu nhập quy đổi ra tiền Việt của Cristiano Ronaldo chưa? Nhiều quá thế nên mình cũng không muốn cộng nữa. Thế nhưng chắc chắn là khi cộng các nguồn thu này lại rồi tính ra thì có khi chỉ cần thở thôi thì Ronaldo cũng có thể kiếm được số tiền bằng mấy lần số lương của một YouTuber nghèo như mình chứ. Vậy kiếm tiền nhiều một cách easy như vậy thì siêu sao này đã tiêu tiền như thế nào? Tiêu tiền đúng chất quý ngải hào phóng. Cristiano Ronaldo đã từng khiến báo giới phải ngỡ ngàng về mức độ chịu chơi khi sẵn sàng boa gần 23.000 đô cho một đội ngũ nhân viên ở một khách sạn tại Hy Lạp, nơi anh và gia đình hưởng thụ mùa hè sau World Cup 2018. Anh xứng đáng là quý ngải lịch lãm và hào phóng. The Sun tiết lộ, Cristiano Ronaldo đã chi cho bạn gái George Rodriguez 80.000 euro, tức là hơn 2 tỷ Việt Nam mỗi tháng chỉ dành cho mục đích tiêu vặt. Nên nhớ, tân binh của Man United, tiền vệ Bồ Đào Nha Bruno Fernandes cũng chỉ nhận được mức tiền tương đương với số tiền trên mỗi tuần sau thuế. Đôi trai tài gái sắc này công khai hẹn hò nhau từ năm 2016. Và kể từ đây thì sự nghiệp của Georgina Rodriguez lên như diều gặp gió. Không chỉ là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng lớn mà Georgina Rodriguez còn rất được Ronaldo thương yêu và chiều chuộng. Hiện tại thì cả gia đình Ronaldo
sống tại căn biệt thự rộng hơn 1.000m2 ở Turin, Italia. Sở hữu hàng hiệu khủng. Ngôi sao bóng đá này nổi tiếng với sở thích sưu tầm các siêu xe xa xỉ. Những dòng xe hơi nổi tiếng trong bộ sưu tập của anh có thể kể tới Lamborghini, Maserati, Bentley và đặc biệt là một chiếc Rolls Royce trị giá 360.000 đô được anh mua vào tháng 3 năm 2019. Bên cạnh siêu xe, Ronaldo cũng chi rất nhiều tiền vào bất động sản. Anh sở hữu một biệt thự trị giá 6,2 triệu đô ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, một căn hộ trị giá 18,5 triệu đô ở trung tâm thành phố New York, Mỹ, một khách sạn mang phong cách bóng đá ở quê nhà Bồ Đào Nha cùng với một số ngôi nhà khác dành cho việc nghỉ dưỡng. Năm 2015, thì cầu thủ này chi tới 30.000 đô để sở hữu một bức tượng sáp mang hình ảnh của chính mình. Là một người đam mê thời trang, thì Ronaldo thường xuyên mặc những trang phục và mang những phụ kiện đắt tiền. Điển hình là chiếc đồng hồ Rolex trị giá chỉ có khoảng 500.000 đô. Anh sử dụng tại một hội nghị ở Dubai vào tháng 12 năm 2019. Ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, điển hình như việc quyên góp 165.000 đô cho một trung tâm nghiên cứu ung thư ở Bồ Đào Nha. Giàu có, tiền tiêu như nước và tích cực làm từ thiện, thế nhưng Cristiano Ronaldo thì vẫn không tránh khỏi vướng vào vòng lao lý với tội danh trốn thuế. Trốn thuế, vết đen trong hồ sơ của Cristiano Ronaldo. Năm 2019, Cristiano Ronaldo thừa nhận phạm tội gian lận thuế trong thời gian chơi cho Real Madrid. Ngôi sao Bồ Đào Nha bị cáo buộc trốn thuế với con số khổng lồ 17 triệu euro. Anh bị Tòa án Tây Ban Nha tuyên bố phạt án tù treo 2 năm và đóng số tiền phạt tương tự. Ronaldo hay nhiều cầu thủ nào dính nghi án trốn thuế bản quyền hình ảnh gần như đều có chung một mánh khóe. Họ vốn là những người có sức ảnh hưởng trên toàn cầu, lách luật bằng cách chuyển tiền bản quyền hình ảnh của mình vào các công ty có trụ sở đặt ở những nơi được xem là thiên đường thuế, đó là Ireland 12,5%, quần đảo Virgin 14%, nơi có những mức thuế thấp hơn rất nhiều so với Tây Ban Nha. Hôm 22 tháng 1 năm 2019, Tòa án Madrid đã tuyên phạt 23 tháng tù đối với Ronaldo cho tội gian lận thuế. Siêu sao người Bồ Đào Nha phải nộp số tiền phạt lên tới 21,3 triệu đô để tránh ngồi tù. Theo luật pháp Tây Ban Nha, thẩm phán có thể đình chỉ bản án, có mức phạt tù từ 2 năm trở xuống đối với người phạm tội lần đầu và khắc phục được hậu quả. Ronaldo bị cáo buộc tội danh trốn thuế với số tiền khoảng 15 triệu đô trong khoảng thời gian từ 2011 tới 2014. Có lẽ sau những vụ việc này thì Ronaldo cần phải học thêm một kỹ năng nữa bên cạnh khả năng chơi bóng và làm hình ảnh của mình, đó là sao kê. Bởi nếu trong tương lai anh còn bị vướng vào những vấn đề về thuế một lần nữa thì có khả năng rất cao là anh sẽ phải nhận những bản án cao hơn. Và ở độ tuổi 36 thì rất có thể sự nghiệp của cầu thủ này chỉ còn lại đúng cái nịt. Thế nhưng dù có vậy đi chăng nữa thì nhìn lại tổng thể, hiện nay Cristiano Ronaldo vẫn là cầu thủ bóng đá kiếm được nhiều tiền nhất thế giới vào năm 2021. Sau khi xem xong video này, bạn đã hiểu hơn về cách mà siêu sao CR7 này kiếm bộn tiền như thế nào chưa? Hãy cùng để lại ý kiến cho chúng mình tại phần bình luận nhé. Đây là Battlecry Thương Trường Kể Chuyện, nơi có những câu chuyện thú vị nhất về thế giới kinh doanh mà chắc chắn là bạn sẽ thích thú. Đây là dự án mới nhất của Battlecry Team. Hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ dự án này giống như đã ủng hộ Battlecry Người Kể Sử và Battlecry Khám Phá Thế Giới nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.